Is it cold? Hello, it's cold outside. Wait, it's Cathy Ball. Ờ, đúng rồi, Cathy, của Cathy giống phải của mình. Trời, nó nói hello cô chú, it's cold outside. Là nó nói cô chú ơi, ở ngoài lạnh á. Rồi, chị nói cho cô chú nghe coi từ sáng giờ chị đi đâu. Hả? À, fruit snack hả? Con có cho cô chú ăn không? Không. À, trời. Oh, sorry. Sorry hả? Có cho không? Mommy, wait. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Đâu hả? Làm sao con? À, con cho cô chú ăn chip hả? Trời ơi, thương ghê chưa? Ủa, cô chú nhiều lắm, ăn bịch đâu có đủ đâu. Nhìn thẳng. Cô chú nhiều lắm, cô phải cho cô chú hết chip luôn. Sao không? Oh, that's all they need. Ngọc nói là phải cho cô chú thiệt là nhiều bánh chip luôn. Nó nói không, cô chú cần một bịch là đủ rồi. Chay, con nhìn mẹ coi chay. Chay ơi, còn có mấy ngày nữa là đi khám mắt đó nha chay nha. Bữa nay là ngày 15 rồi, ngày 19 là đi khám mới mắt đó nha chay nha. Nằm ngồi đàng hoàng. Ồ, mấy bữa nay không có quay đây cho cô chú coi, cô chú nhớ thầy bá thì thôi nha. Bận quá cô chú ơi, mấy bữa nay bận quá. Với lại hả, up video ở nhà đó lâu quá. À, cô chú ăn food snack hả? Chị ăn, chị tự gỡ ra đi. Tự mở đi, dễ lắm con. Con tự làm đi. Đúng rồi, làm vậy đó, đúng rồi. Ok, mày chỉ cho. Hello cô chú đi. Cô chú nào? Mày cầm cho. Cầm một tay này nè. Mày chỉ cho nha, cầm tay này nè. Cầm tay này mạnh lên. Thôi, làm luôn cho mệt nha. Đây nè, cầm hai chỗ này mày chơi. Ngồi đang quán gì á? Con có nhớ cô chú ở Houston không? Có không? Con có nhớ cô ơi, con có nhớ ai ta? Nói chuyện mạng quà. Con có nhớ bà Minh không? Con có nhớ cái nhà có hồ bơi không? Đừng nói chuyện mẹ đàng hoàng, sao kêu mẹ vậy? Cái gì vậy, bịch cây gì mà mở quà không được trời? À, con có nhớ cái chị mà cái chị mà hồi bữa đi karaoke chung với mình không? Chị tên Sophia, you remember her? Yeah. Nhìn thẳng. I remember her. Dạ, con nhớ không? Chị đó, chị cũng nhớ con lắm á. Wait, what's a bunny, mommy? Nói tiếng Việt. Cái bunny sao, mẹ ơi? Bunny nào con? Cái bunny, mẹ ơi. Purple bunny, không có, không phải cái nào cũng có, mỗi bịch có mỗi cái hình con thú riêng. Cái này bunny. Cái này bây giờ á, biết sao? Bây giờ nè, đây nè. Chay nói cho mẹ nghe coi Chay mấy tuổi rồi. Nói tiếng gì không ai không nghĩ chơi. À, con muốn kiếm cái con bunny trong đó ra hả? Hả? Kiếm Mr. Bunny hả? Mà bây giờ nè, mẹ hỏi nè, năm nay mấy tuổi rồi? Three next week. Hả? Three next week. Đâu phải. Con là bây giờ con đã 3 tuổi rồi chứ không có phải là tuần sau. Hồi bữa tuần sau á, là tuần sau mình đi Texas là con mẹ mới nói con là tuần sau con được 3 tuổi, nhưng mà con 3 tuổi rồi. JD, you are 3 years old now. Ok? Ngọc hỏi Jay mấy tuổi nữa, nó nói tuần sau là nó 3 tuổi. Tại vì hồi bữa cứ hay nói với nó. Đây nè, mở nè. Tại vì hay nói với nó là tuần sau con 3 sinh nhật con 3 tuổi. Mà nói cho cô chú nghe con mấy tuổi? Con nói cô chú nghe con mấy tuổi? Rồi ăn gì kỳ vậy? Ăn gì để dưới đất rồi ăn gì kỳ giống chó quá vậy? Hả? Ăn kỳ lạ hả chay? Trời đất ơi, coi. Không được. Thôi nè, để tay mẹ ăn nè. Không có, không ăn được chay, nó dơ lắm. That's very dirty. Không được ăn, không có được chơi kiểu đó. Không có được trời chịu đó ra chưa à. Ngon bánh này.
Ôi nó thơm đủ quá ta. Mà con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? The next week. No, con mấy? Dạ 3 tuổi. Con nó chơi vậy đó, coi được rồi không? Con nói đi, dạ con 3 tuổi. Con hỏi là cô chú mấy bài này, cô chú không gặp con. Cái này nó kỳ ghê á. Con hỏi cô chú mấy ngày nay không gặp con, cô chú có nhớ con không? Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi hả? À là cô chú nhớ con á hả? Cái đít nó muốn cắn cái đít đường quả đi thôi. Ây da. Ui da. Sorry mẹ ơi. Sorry mẹ ơi hả? Ok con, không sao hết. Vàng á, cục vàng cục ngọc á. Cục vàng cục ngọc á. Cục vàng cục ngọc mà sao mà có mấy cô kia nói là mẹ không có thương chay. Chay mẹ có thương chay không chay? Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi, phải không con? Con nói đi cô chú ơi. Ăn nữa không? Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi, nhưng mà bây giờ con nói cô chú ơi. Cô chú ơi. Mẹ con thương con nhiều lắm. Dạ mẹ con xin về không. À. Để cô chú quên. Để cô chú quên là cô chú không có nhớ mẹ là mẹ của trai. Mà mặc dù đi ra đường đó nha, gặp cô chú toàn nói ủa mẹ ăn chay nè. This is Cobra. Nữa không? Nữa không? Dạ mẹ. Dạ mẹ ơi, sao không cô chú nghe không? Cái gì cũng dạ mẹ ơi. Hôn mẹ Mính. Năm một bài mắm à. Dạ ôi trời. Ôi trời ơi, thường mà. Thường quá, trục đàn cục ngọc á. Cục vàng cục ngọc làm gì cục vàng cục ngọc? À, you kiss all over me. Do it again. Do it again. Trời ơi, con nó xuống nó hung cái gì của tôi ra trời, có được đời không? Có vô duyên một cách thiệt chứ. Thôi đừng có vô duyên. Ô trời ơi. Mom, mom. Thôi, hả? Không có nuôi spawn nữa mẹ ơi. À, không sức nuôi spawn nữa hả? Dạ mẹ không. Ơi. Mẹ là gì của chay vậy? Mẹ là gì của chay? Cháu nói bây giờ là chay là gì của mẹ? Làm xin cái mẹ mẹ ơi. Chay là gì? Xin cái mẹ mẹ ơi. Là gì? Xin cái mẹ mẹ ơi. Trời ơi, con dùng sức nó kỳ ghê luôn. Nó giỡn kỳ dễ sợ thiệt cái chứ. Có được không? Có được không? Con mẹ nè. Nó giỡn vậy đó. Trời ơi, cô chú coi chay ngồi xếp bằng nè. Đâu ai? Kỳ ghê, coi kỳ không? Rồi, rồi bây giờ ăn tiếp nha. Ngồi đàng hoàng nha, không giỡn nữa nha. Đàng hoàng, xếp bằng lại đàng hoàng. Xếp bằng lại giống mẹ đàng hoàng. Đúng rồi, xếp bằng lại sao? Đúng rồi. Con nói cho cô chú nghe coi hả? Hồi bữa sinh nhật con có vui không? À, vui hả? Trời ơi. Bây giờ nè, bây giờ biết mẹ cho con gì không? À trời đất ơi, có cái kiểu gì mà lên giường ăn một lần một nắm kẹo không? Trời ơi, tôi không có để ý tới nó là nó lên giường đó. Chay à, con đâu có được ăn trên giường đâu con. Đây là chỗ mình ngủ mà con. Con có biết là chỗ này là tối mẹ ngủ với ba ngủ với chay ngủ không? Đâu có thể nào ăn trên giường được cục vàng cục ngọc ơi. Trục đàn trục... Ừ con ơi, con đừng làm gì nữa nha con ơi. Không. Dạ không hả, tao đập cho vậy không. Trời ơi, có được đời nó không rồi cả. Có được không? Nó lên giường nó xả cho một mớ của tôi. Ôi đất ơi, kẹo với bánh đưa mặt không bánh này, đưa mặt không một đàn bánh nè. Ui ta ơi, trục đàn thơm quá trời á. Cục đàn thơm gì mà thơm dữ rồi cục đàn. Con à, không mà con đang coi cái gì á? À, mẹ mở lớn lên, mở lớn lên. Rồi mở lớn lên. Mà con đang coi cái gì á? Hả, con đang coi cái gì? Con coi Alex and Kiko and, coi thẳng, nhìn thẳng Cat Boy, đúng rồi, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Nhìn thẳng giùm cho mẹ ăn cái. Trời ơi, con nó đi đó ghé cái tiệm đi ăn cái nó hả? Nó mấy cô chú cho nó kẹo cái là nó lấy nguyên một nắm luôn coi được không? Giờ dễ ngon ăn. Ăn coi ăn vậy mà được á hả chay? Chút nữa là mẹ làm cơm cho chay ăn nè, mẹ làm cơm với trứng với lại hả bacon ha.
nha con nha. Chết rồi, mẹ con mẹ quên mua sữa rồi. Quên mua sữa uống rồi. Trời ơi, bây giờ ở ngoài đường nó lạnh một cách kinh khủng vậy. Mẹ quên mua sữa rồi. Con nhìn mẹ vậy hả, mẹ quên mua sữa. Ê, con đừng có làm cho nó rớt xuống cái niệm là tối nay là mình là kiếm nó lên, nó tha ba mẹ con mình đi nha con nha. Nói dạ mẹ ơi đi con. Cô chú khoái con nói cái câu dạ mẹ ơi lắm á. Ừ, mà về hôm qua tới nay biết con biết con chưa gặp ai không? Con chưa gặp ai? Gặp ba. Gì gặp ba, tào lao không à? Gặp ba mẹ ơi. Hả? Gặp ba. Ba nào? Ba. Ba hả? Mà bây giờ con muốn gặp ai nữa? Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Nhìn thẳng chay, chay nhìn thẳng. Đúng rồi, nhìn vậy đó. Chay nhìn thẳng, chay nhìn thẳng, nhìn thẳng. Đúng rồi, nhìn thẳng vậy đó. Không chay à, nhìn thẳng. Chuẩn bị còn mấy ngày nữa là đi khám nữa rồi. Đó là mẹ phải nhớ để mẹ nói cho cái bài bác sĩ đó. Xong bà này là mẹ bắt đầu mẹ đặt cái hẹn ở một cái hẹn đi kiếm cái bà khác nữa. Phải đi nhiều bà thì mới tìm ra được cái vấn đề. Cô chú nói có người thì nói chay bị cận, có người thì nói chay bị lazy eye, là có cái gì bệnh lười của mắt, có người thì nói là bị gì đó. Ôi nhiều lắm, bây giờ không biết bị gì. Cô có biết con bị gì không chay? Chay con có biết con bị gì không? Con có biết con bị gì không? Bị gì? Bị sức chân. Bị sức chân gì? Bị sức chân. Bị sức chân sao? Có coi bụng coi. Ui đang thấy bụng này thương quá bụng. Cục vàng á nha cô chú nha, cục vàng của Ngọc á nha. Cục vàng của Ngọc á. Không biết làm sao vậy mà cô chú cũng nói là mẹ không có thương chay nó, mẹ không hiểu luôn á. Nhìn thẳng giùm cái. Mẹ mà không thương chay, mẹ không biết trên đời này ai thương chay đâu mà không biết luôn. Nó đâu có bụng ông mình này. Thương quá trời thương luôn á. Rủ ơi, không mà chân, không mà chân. Không có bằng chân mình nữa nè. Vậy đó mà cứ tối ngày cứ nó cứ ba. 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 Lúc nào nó cũng ba hết ba. Kỳ ghê thiệt cái tụi nó kỳ dễ sợ luôn con chay này nè. Nó đưa bụng không mính này. Đưa không mến bụng mính này. Mới thơm quá. À, bây giờ nè, con có muốn đi gặp Audrey không? Hả? À, đi cho Audrey coi cái candy của con hả? Cái gì? Đâu, hả? Vậy ra mang dài vô hả? Mẹ đang nói giỡn thôi. Mẹ nói giỡn thôi chứ đâu có đi. Nói giỡn. JD, I was just joking. Mẹ nói giỡn thôi. Chứ mà bây giờ là 8 giờ tối rồi, Audrey ngủ rồi. Còn cô chú coi nè, đi là đồ về chưa có dẹp được luôn á. Coi tôi tin không, tin nổi không, chưa có thời gian luôn. Có thời gian thì dọn lại cái đống giày dép mày thôi à. Nói nghe nè, I was just joking. Mẹ giỡn thôi chứ đâu có được đi qua Audrey. Audrey ngủ rồi. Để mẹ gọi điện thoại cho mẹ của Audrey nha. Rồi gọi điện thoại nè, alo. À mẹ của Audrey hả? Ừ, Audrey ngủ rồi phải không? Ừ, mai tới rồi, bye, ok, bye. Đó, thấy chưa? Ngủ. Không sao. Con muốn qua mẹ ơi. Cái gì muốn qua? Mẹ nói là phải nghe lời mẹ, không có cãi mẹ. Ờ PJ Masks đó. PJ Masks, PJ Masks. Chay có bài hát mới nha cô chú nha. Cái bài hát đó tên là PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks. Phải không? Chị hát sao? PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks. Ủa vậy? Ủa hát gì? Hát gì có BJ mà có ba chữ mà hát đi hát tới lướt lại hoài luôn vậy đó hả? Bài hát gì mà có ba chữ hát hoài à? Trời ơi, mà mình hát là nó chê mình hát không đúng nha. Rồi coi nè, đi chợ về đồ ăn chưa kịp bỏ vô nữa nè, quay video cho cô chú coi á. Chưa kịp bỏ đồ ăn vô luôn á. Nói chung là trời cũng lạnh nên là không có gấp gáp gì mà bỏ đồ ăn vô phải không? BJ mà. Hả? Trời mẹ nói ra Trì đi ngủ rồi mà con cũng muốn qua gì nữa. Không có được qua. Mẹ ơi mẹ cầm kẹo giùm con. Cầm kẹo con qua Trì hả? Trời có được không? Được không? À đi qua Trì cho Trì cục kẹo hả?
Trời ơi, nó nói đi qua trì đi. Đó, cái đôi dép đó là chú Bình tặng đó, đó là nó mê đôi dép nó dữ lắm. Mang trái rồi, mang ngược rồi, ngược dép rồi. Sai. Dạ mẹ ơi, đúng rồi. À, chú Bình tặng nó đôi dép này nó mang không vừa luôn đó. Mà nó ham quá đôi dép. Ồ, oh, dạ, con mạnh quá, nó nói con mang được dài rồi, con mạnh quá, đúng rồi, quá mạnh luôn. Trời ơi, coi kìa, nó mới dài kìa. Đó, cái đôi dài đó của chú Bình mua cho nó đó, chú Bình mà ở bên, ở đâu tao quên rồi, Seattle hả? Trời ơi, con mang đôi dài kìa, coi được không? Nó nghe nè, có biết ở ngoài trời lạnh không? Con có biết là ngoài trời lạnh không? PJ Masks. PJ Masks. Con có xin ba chưa mà con đi á? Con có xin ba chưa mà con đi á? Not now. Hey baby. Còn mà con có xin ba chưa? Bây giờ tất cả mọi quyền quyết định là ba con. Ba hỏi ngày mai kìa, ba nói ngày mai đi được không? Không, con muốn đi mẹ ơi. Muốn đi chừng nào? Oh, what day is today? It's Sunday. I don't know. I don't think Audrey's home. She's at her dad's house. Mẹ nghĩ là Audrey ở nhà của ba Audrey á. Sao? Con ăn nho, mẹ lấy nho con ăn nha. Không. Dạ không mẹ. Con làm gì ạ? À, con lấy cái bánh ra con ăn đi. Bánh đó cũng là bánh gạo đó, bánh gạo mà kỳ ghê, dựa vô đó làm chi vậy? Dựa cột mà nghe hả? Rồi sao con làm gì? À con bỏ dưới hả? PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks. Đó, cái bài đó hát dễ phải không? Kỳ ghế ngồi dễ đàng hoàng. Thì muốn đi đâu? Muốn có được không? Du duyên không? Tự đi đi rồi vô lại nói làm chi vậy? Đi đi, tự động bước vô. Bên đó ba vô mở đèn cho con. Ừ, nó kêu ba đó vô mở đèn cho nó. Ok, kêu vô kêu nói rồi, đi vô ba mở đèn cho con kìa. You want to use the restroom? Đó, tự động đi vô đó rồi xong tự động làm việc, tự động chùi trong đó luôn nha cô chú nha.